Chào mọi người đã trở lại với kênh review sản phẩm của Bisu Channel. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm khá là mới mẻ đến từ Phoenix. Đó là cái đèn đeo chán Phoenix HL15. Đây là một cái đèn đeo chán hạng nhẹ. Thân đèn thì được làm hoàn toàn bằng nhựa cao cấp và có trọng lượng rất là nhẹ, chỉ khoảng 60g. Đèn có độ sáng lên đến 200 lumen, sử dụng hai pin đũa, tức là hai pin cỡ 3A. Được trang bị led ánh sáng vàng, có led đỏ để giúp tìm đồ trong vùng tối mà không làm hại mắt, làm chói mắt người dùng. Và cái đèn này thì được chuyên dùng cho các hoạt động thể thao ngoài trời như là chạy bộ, đi bộ, dã ngoại, leo núi, hoặc là có thể dùng trong nhà cũng rất là thích hợp. Đèn tuy được làm bằng nhựa nhưng mà lại vẫn có mức độ bảo vệ là IP67, tức là chống nước ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút. Thì ở bên cạnh hộp là các thông số kỹ thuật của đèn. Ở đằng sau này là bảng các thông số các mức sáng. Đèn thì dùng LED Cree XPG2R5, ánh sáng vàng, với tuổi thọ là hơn 50.000 giờ, sử dụng hai pin cỡ 3A. Các bạn có thể dùng pin dùng một lần nhưng mà chúng tôi khuyến khích là dùng pin sạc Eneloop cỡ 3A để đạt được hiệu quả kinh tế tốt nhất. Sử dụng hai công tắc rời và được bảo hành 5 năm, được bảo hành 5 năm chính hãng. Mọi người có thể thấy là đèn có ở đây là có 4 mức sáng ở chế độ sáng thường và 2 mức sáng ở chế độ ánh sáng đỏ. Khoảng cách chiều xa tối đa là khoảng 50m. Với một cái đèn đeo chán thì ưu tiên là chiều rộng hơn, thế nên là khoảng cách chiều xa này cũng rất là ổn rồi. Rồi tôi sẽ bóc hộp đèn. Phoenix HL15 thì hiện đang được bán tại Bisu với mức giá là 810.000, có kèm hai pin đi kèm của nhà sản xuất. Và hiện tại đang có 3 màu, màu xanh, màu nâu và màu hồng. Rồi tôi sẽ bóc hộp đèn. Rồi dưới này là hộp đựng phụ kiện. Tôi sẽ đựng ra. Đây là pin đi kèm của đèn, hai pin kiềm dùng một lần. Đây là Phoenix HL15 của chúng ta. Cảm nhận đầu tiên là đèn cực kỳ nhẹ, rất là nhẹ luôn, cảm giác với trọng lượng như này thì khi mà đeo vào thì cảm giác cũng như không đeo vậy. Tôi sẽ thử cân thử trọng lượng của đèn với chiếc cân tiểu ly này. Đây là trọng lượng chưa có pin nhé. Trọng lượng khi chưa pin là khoảng 61g. Nó sẽ thử cân cùng hai viên Eneloop cỡ 3A. Vậy là trọng lượng khi kèm vào pin thì khoảng tầm 85g, rất là nhẹ. Các bạn này thấy Phoenix HL15 có thiết kế rất là trẻ trung, năng động. Thân đèn thì được làm hoàn toàn bằng nhựa cao cấp. Ở đây là mặt kính cũng bằng nhựa này. Phần chóa phản xạ là chóa sần để giúp đèn đưa ra một beam sáng rất là rộng để phục vụ tốt cho các hoạt động chiếu sáng tầm gần. Ở giữa là bóng LED Cree XPG2R5 ánh sáng vàng nằm ngay giữa trung tâm. Còn ở hai bên này là hai led đỏ. Ở phía trên đầu đèn là hai công tắc. Đây là công tắc chính để bật tắt đèn chính. Còn đây là công tắc để kích hoạt đèn đỏ ở hai bên. Gá giữ đèn cũng được làm bằng nhựa cao cấp, có trọng lượng rất là nhẹ. Và nhựa này thì chịu lực, chịu va đập khá là tốt. Thì đèn có thể điều chỉnh được góc chiếu để phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Các bạn có thể thấy điều chỉnh góc chiếu khá là rộng. Góc chiếu lớn nhất này thì đèn có thể dùng để đọc sách. Còn chỉnh cái này là để soi rõ đường.
nên nó điều chỉnh góc bằng hai khớp ở đây. Mọi người yên tâm là hai khớp này có độ bền rất là cao, không lo bị lỏng trong quá trình sử dụng. Còn thiết kế cái miếng chắn này của Phoenix thì thiết kế rất là thông minh, nó giúp ngăn chặn cái tình trạng là vô tình kích hoạt công tắc khi mà chúng ta để đèn trong túi hoặc để đèn trong ba lô. Khi mà ở như này thì công tắc không thể dễ dàng bị kích hoạt được, kiểu bị va đập ở đâu đó. Rất là thông minh. Số series của đèn này. Rồi. Thì đèn sử dụng hai viên pin cỡ 3A. Thì ở đây chúng tôi khuyến khích là dùng pin Enelux để cho hiệu quả kinh tế tốt nhất. Mỗi một viên này có dung lượng là 750 mAh và có thể sạc lại được khoảng 4.900 lần, rất là kinh tế. Và như thông số ghi trên vỏ hộp này thì khi mà dùng hai pin Enelux thì hai pin sạc NiMH đấy, thì thông số của đèn, thông số của bức sáng nó chỉ kém hơn dùng pin dùng một lần một tí thôi, không đáng kể, nhưng mà đạt được hiệu quả kinh tế rất là cao. Để mà lắp pin vào thì các bạn mở đèn ra như thế này, ở đây có một cái chốt thì gạt nhẹ nó ra. Đèn có thiết kế rất là đơn giản nhưng mà lại rất là bền bỉ. Mọi người có thể thấy đây là gioăng cao su chống nước. Còn đây là vị trí gắn hai pin. Thì tại sao Phoenix lại thiết kế hai pin? Bởi vì thường thì các loại đèn đeo chán khác của các hãng khác ấy, thì người ta thiết kế 3 pin. Mọi người có thể thấy là dùng 3 pin thì nó rất là bất lợi trong việc mang vác cũng như là việc sạc lại để sử dụng vì nó bị lẻ ra. Thế nên là với cả nó còn làm tăng trọng lượng của đèn nữa. Thế nên là Phoenix thiết kế đèn dùng hai pin rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Mình gắn pin vào đây. Lắp vít vào. Đèn có 4 mức sáng ở chế độ sáng thường và 2 mức sáng ở chế độ sáng đỏ. Để kích hoạt đèn thì chúng ta nhấn giữ đèn. Có thể thấy. Để chuyển đổi mức sáng thì khi mà đèn đang bật thì bấm công tắc một lần để chuyển đổi qua lại các mức sáng. Đây là mức sáng thấp nhất là 4 lumen. Đây là mức 30 lumen. Mức 70 lumen. Và 200 lumen. Với mức 200 lumen này thì rất là sáng, đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu sử dụng như là kiểu đi chạy bộ hay đi bộ buổi tối, đi leo núi, rất là tiện lợi. Tiếp theo là ánh sáng đỏ. Để kích hoạt ánh sáng đỏ thì ấn công tắc có hình cái tia chớp này một lần. Hai đèn đỏ sẽ được kích hoạt. Ánh sáng đỏ này có tác dụng là khi mà tỉnh dậy giữa đêm ý, thì dùng ánh sáng đỏ này để mà tìm đồ hoặc là tìm đồ đi lại thì nó sẽ không làm chói và không làm hại mắt. Ấn một lần nữa, hai đèn đỏ này sẽ nháy. Hai đèn nháy đỏ này có tác dụng là để báo hiệu với cả bạn đồng hành kiểu trong các chuyến đi bộ hoặc là leo núi, rất là hữu ích. Họ có thể kích hoạt cả hai đèn một lúc. Rồi, tiếp theo là phần dây đeo chán của đèn. Thì Phoenix HL15 được trang bị một dây đeo chán làm bằng vải đàn hồi rất là mềm và mịn. Dây này có thể điều chỉnh được để vừa với đầu người sử dụng. Có thể điều chỉnh to nhỏ được. Có thể thấy. Dây đeo chắn này có một đặc điểm rất là hay, đó là dây phản quang. Khi mà có ánh sáng chiếu vào thì phần này của dây đeo sẽ phản quang để báo hiệu là có người, rất là an toàn. Ở mặt sau của dây thì được có các miếng silicone dùng để giúp giữ dây không bị trơn tuột khi mà đeo lên chán. Khi mà kiểu hoạt động ở ngoài trời trong một thời gian thì có thể bị đổ mồ hôi và các miếng silicone này nó tránh cho việc dây đèn bị trơn tuột khi mà đeo chán do mồ hôi.
Thiết kế rất thông minh và tiện lợi. Mới thì thấy dây có độ đàn hồi rất là mềm, rồi ok. Bây giờ tôi sẽ test thử khả năng chiếu sáng của đèn ở điều kiện trong phòng. Nhưng mà thấy là giờ đã tắt hết điện và tôi sẽ thử đầu tiên bật ở mức sáng 4 lumen. Mọi người thấy thấy lên mức sáng 30 lumen. Mức 70 lumen. Và cùng mức 200 lumen. Rồi, giờ chúng ta sẽ thử test hình hai led đỏ. Đây là hai led đỏ. Mình thấy hai led này rất là hữu ích khi mà cần tìm đồ ở khoảng cách gần và trong bóng tối, tránh làm hại mắt và chó mắt. Đây là chế độ nháy này, đồng để báo hiệu. Rất là sáng và ánh sáng vàng rất là dịu mắt. Cây đèn này đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời và cũng như là sử dụng trong nhà. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.